服了我们。Sống ở nhà còn bây giờ mua dưa leo về không có kho cá giúp mua dưa leo về ồ ăn cá được nước được nước không mua dưa leo có lý hay là bắp cải luộc hả hả bắp cải đúng rồi luôn cải này luộc với trứng à. Mấy hôm nay không ăn rau tỏi mình nhét tỏi vô mấy chân sọc cho nó câm cái mỏ nó lại hết mồng tơi hành củ ở bên Mỹ đi có một mình ở chán thấy mẹ bỏ nó muốn thì lấy đâu cây múa mua trứng vịt về xíu tàu biển ăn nhiều quá đâu trứng cá hồi con trứng nâu ta tôm rồi về Việt Nam nhập một con chú cá tôm heo nước ngọt uống nhiều quá không tốt mua một bình sữa tay khách hàng bây giờ
bia thì con không có uống bia gì hết. Thì có bán bia Sài Gòn đúng không? Bia Việt Nam. Bây giờ ra tính tiền. Ra ngoài đường phải tuân thủ. Đeo con hoàng đỏ. Đúng rồi. Lấy bịch con luôn nha. Hai cái sổ đây luôn. Hai cái sổ đây luôn. Một đau sổ đây luôn. Một đau sổ đây luôn. Em hỏi anh, em hỏi ai? Hả? Anh đâu biết đâu. Hình như là vậy. Phải không? Chạy phải không? Có cái cây ở đây. Anh cũng không rành nữa đâu. Thích biết ăn thôi đâu. Đây rồi. Biết gì? Năm tức gì? Có hai phần nữa nghe mà. Chè đó chè ba màu á, chè Thái, chè ba màu những cái. Chè này 5 đồng con cua mà chè này 5 đồng 5 đồng ly đó. Ừ, 5 đồng ly đâu đúng không em? Ủa, muỗng rồi bỏ đâu vậy? Muỗng dưới ly xong hết, anh có dưới đây. Ở dưới đó có hả? À, ok. Trời, mua chè 5 đồng một ly chè mà còn phải đi xin cái muỗng để ăn nữa. Trời đất ơi. Ủa bé, mấy cái muỗng để ăn chè ở đâu vậy bé? Cảm ơn em. Tao muốn hôm nay được rẻ chút xíu rồi hả? Yeah. Bữa hôm hỏi mình mua 1 bó nó tính 10 bạc bó. Cái này 1 tuần á.
9 đồng. 9 đồng. Bỏ mua là 10 đồng 14 cent á, bịch á. Làm gì làm chứ ăn viền ăn cũng mua bao nhiêu cũng phải mua. Hồ Liên này Việt Nam mình đó em hả? Dạ. 79 năm năm triệu đồng 79 hả? Làm như anh có đồng 79 xem nè. Anh lấy tiền lẻ cho mình được đi. Cảm ơn em nha, chỗ tiền lẻ nhiều quá trời. Chắc mình muốn phải đi ăn cơm tháng rẻ hơn chứ, chứ mà đi chợ kiểu này mất quá. Một tháng anh đi chợ còn muốn 500 bán không đủ. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn nhiều. Rồi. Thấy chưa? Đã một xíu rau quả thôi. Mới tốn mất 50 mấy đồng. Thôi. Xin chào các anh chị nha. Chúc anh chị một ngày vui vẻ.